Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một số cặp loa bát, loa chung, loa chép đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đầu tiên thì Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em cặp loa chép đến từ nước Đức. Cặp loa chép đến từ nước Đức rất là hay. Cặp loa chép này có số là 15 và giá của nó là 600.000 một cặp anh em nhé. Hiện tại Việt Vinh có 2 cặp. Chỉ có 2 cặp thôi. Và tiếp theo đây là cặp loa PSB, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Canada. Số hiệu là số 14 và giá của nó là 500.000. Việt Vinh cũng chỉ có 1 cặp. Tiếp theo đây là một chiếc loa chung rất là hiếm anh em ạ, rất là hiếm. Đấy. Họng bằng gang anh em nhé, họng bằng gang. Anh em nhìn thấy chưa? Họng bằng gang. Họng bằng kim loại. Đấy. Và số hiệu của chiếc loa chung này là số 17 và giá của nó là 800.000. Anh em có thể sử dụng chiếc loa chung này chúng ta làm loa center, tức là để ở giữa, hỗ trợ giải chung cực kỳ tốt, tiếng của nó rất là hay anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn qua, đường kính của chiếc loa chung này khoảng 18. Và tiếp theo là một bộ phân tần của loa Nga, số 13 với giá là 800.000. Bộ phân tần của loa Nga. Và tiếp theo thì Việt Vinh có 3 cặp loa chung của hãng Mirager. Ba cặp này thì đều có giá là 300.000 một cặp. Đấy, chúng ta có thể nhìn này, cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất. Ba cặp loa. Đây là ba cặp loa chung, tất cả xương của nó là xương bộ đội anh em nhé. Có giá là 300.000 một cặp. Mức giá quá là rẻ anh em ạ. Anh em về hỗ trợ giải chung rất là tốt, hoặc là chúng ta có thể độ chế. Và tiếp theo, một cặp loa chung của hãng JBL có số hiệu 12 với giá là 500.000 một cặp này. Đây, chúng ta có thể nhìn quá là đẹp luôn đúng không ạ? Cặp loa của hãng JBL. Đây, 500.000 anh em nhé. Và tiếp theo là một cặp loa chép của Nga. Đấy, cặp loa chép của Nga. Cặp loa chép này là cặp loa chép trước khi mà Việt Vinh lên sóng bán đến anh em thì cặp loa chép này nó không hoạt động. Và khi mà Việt Vinh mang cho anh em kiểm tra thì nó mới đứt dây anh em nhé. Thì dây thì đã được nối lại. Côn của nó tất cả còn nguyên hết. Nó chỉ đứt dây thôi anh em ạ. Tại vì lâu ngày rồi, đứt dây. Đấy, và cặp loa chép này có số hiệu là 7 với giá là 400.000. Cặp loa chép của Nga. Và tiếp theo là cặp loa chép của Mỹ có số hiệu là 7 với giá là 350.000. Đấy. Cặp loa chép này thì chúng ta hay nhìn trên những cặp loa cổ. Đấy, những cặp loa cổ. Và tiếp theo là cặp loa chung của hãng RFT của Đức. Cặp loa chung này có số hiệu là 6 và giá của nó là 400.000. Và model của cặp loa chung này là L1712. Đấy. L1712. Đây là cặp loa chung của Đức anh em nhé. RFT với giá 400.000. Mức giá cực kỳ tốt. Toàn là những thương hiệu quá là nổi tiếng anh em ạ. Và tiếp theo là một cặp loa bass của hãng Dali. Quá là nổi tiếng. Hãng chuyên sản xuất ra những cặp loa high-end. Tất cả zin nguyên bản hết. Và giá của cặp bass Dali này là 800.000. Và số hiệu của cặp bass này là số 5 anh em nhé. Đấy. Bass của cặp loa Dali này là bass 18. Rồi, tiếp theo, đây là cặp loa đến từ Anh Quốc, Silicon của Anh Quốc. Đây là cặp loa bass, chúng ta có thể làm loa chung được, anh em ạ. Cặp loa bass này thì nó đảm nhiệm cái giải chung trầm rất là tốt. Và số hiệu là số 4 và giá của nó là 500.000. Tiếp theo là một cặp loa Nga, số hiệu số 8 với giá 800.000, cặp loa bass của Nga. Cặp loa bass của Nga thì Việt Vinh cũng không cần phải giới thiệu thêm nữa. Đấy. Đây là cặp loa bass của Nga. Cặp loa bass của Nga này thì lâu ngày dâu bị đứt đã được nối lại anh em nhé. Có như nào Việt Vinh nói cho anh em như vậy.
không giấu giếm một cái gì cả. Tiếp theo chiếc bát này, đấy, nó bị rách. Rách này thì đã được vá lại. Đấy, nó bị rách anh em nhé. Nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả. Đấy, bên này thì dầu vẫn còn nguyên. Đấy, dầu bên này thì bị rách thôi. Thì đã lắp dầu mới. Lâu ngày mà anh em, cái dầu này nó bị mủn. Đấy, nó bị mủn, nó tự đứt ra. Mà khi mà chúng ta hàn lại thì nó không tiếp xúc. Đấy, cho nên là chúng ta phải thay dây mới. Thay mỗi cái dây ở ngoài thôi anh em nhé. Đấy, côn tất cả còn nguyên hết anh em ạ. Đấy, anh em nhìn này. Còn cái màng này thì đã được vá lại. Nó chỉ bị rách rách chỗ này thôi. Thì đã được vá lại rồi. Với giá là 800 nghìn một cặp loa bát. Bát này là bát 20. Anh em có thể sử dụng cặp loa bát này để làm súp. Đánh rất là hay. Hoặc là chúng ta có thể thay thế vào những cặp loa Nga chúng ta đang hỏng bát. Chúng ta thay thế vào. Với giá chỉ có 800 nghìn. Quá là rẻ. Tiếp theo đây là một cặp loa rất là nổi tiếng của hãng JBL. Cặp này là cặp loa chung. Cặp loa chung. Số hiệu của nó là số 3 và giá của nó là chỉ có 400 nghìn và model của nó là A605. Đây. A605. Zin nguyên bản anh em nhé. Nhện tất cả nguyên bản hết. Có như thế nào Việt Vinh nói cho anh em như vậy. Vẫn là vậy anh em ạ. Và tiếp theo là một cặp loa bass của JBL. Cặp này là cặp số 2 và giá của nó là 600 nghìn. Quá là rẻ anh em ạ. Loa bass của JBL. Bass của nó khoảng bass 18 anh em nhé. Và cuối cùng là cặp loa bass 20 của Nhật. Cặp loa bass này có số hiệu là 1 và giá của nó là 300 nghìn. 300 nghìn một cặp loa bass của Nhật. Mức giá cực kỳ tốt. Những chiếc loa mà Việt Vinh bán đến tay anh em đang trong tình trạng hoạt động hoàn hảo. Tất cả đều hoạt động hoàn hảo của anh em nhé. Và mọi cái thì là Việt Vinh vừa giới thiệu đến anh em rồi. Có như nào Việt Vinh nói cho anh em rồi. Cái gì sửa, cái gì không sửa, Việt Vinh đã nói rồi. Đấy. Toàn là những cặp loa chất đúng không ạ? Và giá thì rất là tốt. Với mức giá mà Việt Vinh đưa ra thì chúng ta chỉ có thể mua được những cặp loa bass đến từ Trung Quốc anh em ạ. Nhưng mà đây là những cặp loa bass đến từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Bao gồm JBL, rồi Magnat, rồi là RFT, ví dụ như vậy. Đấy, Dali, BSB, rất là nổi tiếng. Đấy. Và anh em nào yêu thích thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 091-765-9929. Còn bây giờ Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo.